ចាសសូមក្រុមជម្រាបសួរប្រិមត្តគ្រូទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំអាណាកំពុងតែស្ថិតនៅសាលសន្និសីទចតុមុខនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈខ្មែរដែលមាននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងសមាគមសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅឯប្រទេសបារាំងប្រិមត្តគ្រូទេសនិកជននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពិតជាពិសេសពិសាមែនតើនៅថ្ងៃទី15សីហាឆ្នាំ2022នេះ
rùm chùm mùi nâng vọt tìm mìa đọc bác sơ lạc bác có sơ lạc bác kà-ra-ni tiàng phân nai bò rán nâng phân nai xa mái bàn ảnh chương cho rùm nâng bạc tạc nâng nâng thang ngày ni. Bởi mật rùi tè xin nì kì chôn bạc tạc nâng nâng thang ngày ni khơi anh tha miên nơi ca sầm đai nơi tùm rung sơ lạc bác bò rán chì chán tùm rung đôi chân nè chàng đăng thả ta tất tập hiếp tiàng mùi nâng nâng cam bì thi miền nhà ca sầm đai nơi tập rung sờ lạp bờ ran ở vây khác tu sơn à nơi tập rung sờ lạp bờ ran khác khác nơi khôn ca vị thị đôi ta tây cha chúng mình xua bóng, trà chơi đầm bóng cho ngoài bóng này nằm chung một tư sinh cái chôn mình tất cả. Khiếm chung một tất thà vật chỉ anh ở rạch cái cảnh này cái xua và bắt đầu vui chơi sờ bạc. Nơi khôn ông ca cho rùm nơi khôn ông ca vị thi khôn ông thay đi chung bút bóng bắt đầu miên chân đạp bà rong như nào đấy chung mùi nâng ca điệp chom nơi bật cả sờ bạc mày. Thay đi miên ca chạp bà rong chỉ biết sai nó cứ tư sinh cái chôn thay đi miên ca cho rùm tư sinh chôn trai miền tây. Hãy đã chăm sóc cái khơi thác, sự cam một phép này cả châu rùm lược tuổi cả phía vào phật thọ dương miền sự cam phép phò phò miền phía chỉ chân đã mọc bên ruộng còn lòng tây ni miền tây sạt bạc co sạt bạc cam li này cử chi là chạm cam chi chỉ chân rùm các bạn mà châu rùm tu sơn này chỉ cần lực tất chất đào sạt bạc co sạt bạc cam li dương này ở bên tây parang chỉ biết say nước trong miền cả phía bắc là miền cả chạm rằm khang miệng dù tây dù chân đã có đã chia cầu không mấy luôn ở bên tây parang bất mẹ nè bộ các bạn chạp cầm nát nơi bất tế mùa đầm mẹ dạy thọ cấp bùa hay ôn ôn khlạc mùi mùi khlạc hăng sang ta sẽ đập phía xa khám mẹ phía xa khám mẹ bán á tái bộ quát bạn ở chạp chất sở lãnh nơi bị xây xa lạp bạc khám mẹ nó cùng nó mới cứ cả lực sư tôi nơi vọt bà thọ bỏ dưỡng đồ thà cả ru nơi chẳng ai bất tế hay cả bởi là bộ phích nơi vọt bà thọ bỏ luôn ai hát bây đôi chừng bộ phích luôn ai chừng hay bộ quát bạn giờ về bên kia này trong sáp đa này gravica sạch sẽ bảo quản ban hạt này ở bàn khăm ai hay tụ bay thả ban là o mình ban là o đôi chia sản phẩm có chip cập bật men cầm tay phòng phòng bàn cắt cam phẳng phai hay rút phía bàn mới chia xa môi đẹp nhà chun bóng bồn dùng chun dùng được o đằng này ở cài bên tê xem xem tiết sôm chạm rắm rùm khuya lang đằng bay thả xa được tôi nằm vào bờ thoi dương hay rùm lịch nào vậy đại chia được bảo khăm ai dương nằm bay chỉ một tập một tập nạp phía này không ở chan đã chiến. Nhiệm số bốn, bạn ôn chú ấy đấy. Nhiệm số hai là bên. Anh em á. Chúng mình đã dọn tầm năm. Ôn bài chân đến ngày này. Chắc. Bài. Tu một con thung nguồn đấy. Thung. Ai chồng tu thì. Chồng bẹ một con tiên. ជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូម៉ូលីនៅក្នុងថ្ងៃនេះតាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈខ្មែរគឺបានរៀបចំយ៉ាងអធិកអធមជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាពេលវេលានៃការរៀបចំតើចំណាយពេលវេលានិងកម្លាំងរបស់បងប្អូនក្រុមការងារអស់ច្រើនអ្នកដែរឬទេអ្នកគ្រូនិយាយរួមទៅការងារនេះគឺជាការងារមួយដែលថាមិនមែនថាតូចហើយក៏វាមិនធំប៉ុន្តែមិនធំខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែការពិតទៅដោយសារមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏ដូចជាសមាគមសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរដែលគាត់បានធ្វើកិច្ចសហការគ្នាអញ្ចឹងហើយបានបង្កើតបានជាកម្មវិធីនេះឡើងគឺការពិតទៅយើងធ្វើការអស់រយៈពេលយូរដែរហើយក៏ប៉ុន្តែទើបតែចុងក្រោយនេះពេលដែលសិស្សគាត់អញ្ជើញមកដល់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺយើងចាប់វឹកហាត់គាត់ហ្នឹងគឺចំនួន10ថ្ងៃចាចំនួន10ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាយើងហាត់ព្រឹកល្ងាចដើម្បីជួយឲ្យ
ca sầm đài chia sẻ cứ các bạn rom là bảo quản nó cứ căn tại miền phía sốc đất chiêng mồn hơi có chị ở ca nay ca liên sâu là bảo phụ quản đại phụ quản ban màu cái hai thà tật đầy và bạch thò là bảo phụ quản chẳng thế miền sa sra cha lục ru nè ru chỉ tràn đại chăm chui nâng lực tật chất đo phụ quản hai cái đôi chia bằng hạt bằng liên miền phía sốc đất đôi thà bị mồn máu quạt thọp tại hạt được đặc biệt tha mình sơ chỉ lùm ắt rưỡi co mình sơ chỉ trời buồn trời khnạt anh chẳng ấn là sao cà phê bưởi bên tai rồi dạ phê đã đọc thằng ai đã quạt một đo sọc mai đi cứ tha quạt miếng cà bạc hạt hơi quạt hot khăng á bên tai tu chỉ hot giang na cả đau kêu xôm ta sao đọc comment comment chẳng ăn luôn cứ tha quạt prang prang miền tây á quạt sọc chặt yo phê quạt ắt ban từ đào lên nè chỉ một cầm cua sa quạt đấy đại quạt bảy pì cua sa khác quạt thợ mao hỏa chín năm bên tai đào sa chỉ người covid nè cha vừa thưa ao bị phục lộ trường tầng mù nó cứ tha dương tầng nào mà na ắt cả trắng tụ bay chỉ quạt bảy cua sa quạt giang na cả đó thì bên tai mà đào pì ní cứ quạt nơi tận lẹp bóng cha pì bờ lìa đồ bảo phụ quạt nó cứ tha mao hạt mồi riêng chỉ một nương sa sra cha đồ bảo khmai dương cha chúng những trong bất chi xong thưa ca cấp sao mệt tên cha chúng mình ca điệp trong nơi bất cả đi phong đại này kêu ta ta miền ca cho rùm cầm lăng sma chật nâng pi khang tháp ban nà khla đại này kêu ai chuẩn bị chúng ta tự sinh cái chuẩn mình tịch nẹt đại cho rùm đội dương ban đằng hai thằng cam vị thiên đấy cứ chỉ cách sa hạ bất cả rồi viên cơ dung và bát thọ vị chân sập bá nâng sma cung đại nơi cầu vật tế cha cứ sự mà cùng sản phẩm và bắt đầu khai hai đại miền ca ôm thầm quan tro vì cái xung hợp toàn nông dân sản phẩm mua chấm nái chai co sự mà cùng Nestle Farm đại miền nhà sậy Melanie Vong đại chi protein sự mà cùng cứ quạt bàn cho luôn chấm nái chui support chui quan tro nơi cam vị thiên đang mua tại mặt đó cha chỉ trong cái này bao miền vậy trong đám nhai được coi chừng nào phải làm trong cái đó bông miên bây giờ thì cái test này cái chuyện những cái chôm sôm thay nó côn đo tuổi sinh cái chuyện tiếng đại bàn quan tro hai cái đôi chi lược tất chất trà tu bay chi dụ vật tây dụ vật chôn nơi cầu bờ tây thôi tập bật tài quạt rom nơi miên cầm rắt có bàn tay bộ quạt bất chi ban khất khom prang prai lẹ bong ao cầm lăng cai chất nâng pel bờ lìa đầm bay châu rùm hơi đầm bay bong han có đôi chị thai đã xa nơi sa lập bạ bạ thọ khăm ai dương cái hai tha ni cư chi tùng peang sơn ao sấy hơi điều trong có sờ bài chặt đai đã khơi tu sinh cái chôn miền ca quan tro nâng lực tất chất một tuột sơn à hơi tiệt đầy con rùm bong bài ni cư tha sa lập bạ dương chi sa lập bạ có dương miền chợ rùm phơi hai cô miền mùa tận áp hiệp khăng na nơi bề đại lư sầm lên tiệt đại ở bờ sa tô bị tu sinh kịch chôn chị mỹ sư vong cha xa xa miền tây bề mặt trụ tết sinh kịch chôn tu bây chỉ sờ lạp cò vẫn dương miền cái tham miền củ xa hơi á vẫn thay sầm rõ cứ mình tranh cả mồm nơi tây cha cha bong nơi khung bật ca sờ lạp khmai khung ngày ní ta bong miền chân áp ra đã đai đã tôn chủ muốn bật ca bao nhiêu nơi ngày ní hai sờ bài chơi tết để bán chầu rùm cha ở miền nơi khung cứ miền rắm thay sờ bài đi đi hay rùm phơi để sải cứ rùm phơi để sải tập quốc qua cứ cha con khmai đại rùm nơi cai bật tết bật tai quạt nơi ta sờ lái nương thay để sải vào thuộc khmai chỉ biết chắc cứ là băm sờ lạp khmai tại mặt đồng trong miền rắm thay sờ bài đi đi hay rùm phơi mình tên hay để bán chầu rùm tu sơn áo cha chỉ muốn ca bằng hai bật rùm bật bạc cụ quạt chẳng á cha chưa xem rạp bông mình cha xem đẹp nhưng khi nhóm cứ đôi khi niệm mẹ rắm tha rụng phớp nơi bên đại ban lưu thang phục quạt ban mà bên trong mặt tập viện nơi tiệc mai phù away đại sừng khâm hay rụng băng kháng cứ bắt thoát pin phục quạt bằng hai mặt tập viện hai nâng khơi ha không may chỉ nón khối cái trang thẻ là xa là bạn đang ăn được đôi chụp quạt đại cha nên không thay đôi phong không thay đôi phong đại bật cả cái nhà điệp trong thưa là nhà thờ cả thom miền tập trung sơn lập bờ rán không ai chỉ trai không đôi ta bông cha bà róm từ lời tập trung sơn lập bờ rán hôm nay mui na đại bông xem đẹp nhóm ai nhảy ban thay nhóm nơi bị túi nhóm có trên nẹt là bà mui đây cha tôi lọp hạt chẳng á cha hay xem đẹp ở tập trung sơn lập cứ sơn lái cứ tập trung tại mà đo cha cha bông quen sản phẩm nhóm con cho nó cứ sờ lánh cột tùm rộng tại luôn anh chặt hàng sầm đánh sầm ảnh mà nên đã xa tại ai hai tha
dương ở toàn miền mặt phía cực khoan nâng bằng hai sản phẩm ở bờ ràn chẳng tới dương cho thay sản phẩm dương thầm ca sản đại sản máy có thua ta tam sản máy chả phần tác cứ từ sao phụ quan mình tên để phụ quan phước ban lọ mình tên á chả bộ quan cứ bằng tay mình tên chỉ biết sẽ cứ ôn ôn để bảo bị bệnh tay bằng á cứ bộ quan ở sơn miền pê nông ca riêng tê tu sĩ cái chôn hay giấy tới cứ quạt hạt nơi sọc mai bận giờ nữa cứ mỏ hạt bằng thái mới chỉ mùi nâng cả vật hạt bằng cốt cứ trầm tại đọc thằng ngày chiên tại bằng nọ bằng tay bộ quan ở sầm đai ban giang lo mình tên được cái nông địa tây này nào vốn chả nên chăng chỉ trong cái này bông miền pê bây giờ vậy chăng bắt đầu nhà tại đó tuổi tê sĩ cái chôn đại tê chỉ biết sẽ ao ôn ôn dù bị chôn hôm mai giang chỉ muốn cái quạt rớt tai bằng to cho rùm con trôi sờ bạc mai tam ระยะรูปภาพផ្សេងផ្សេងចាសម្រាប់នាងខ្ញុំអរជាចុងក្រោយអរគុណសម្រាប់ការធ្វើបទសម្ភាសហើយអរមានន័យក្រៅពីអរគុណដល់ពួកគាត់ដែលជាចាស់កូនខ្មែររស់នៅឯក្រៅប្រទេសនៅស្រុកបារាំងណាដែលគាត់នៅតែស្រឡាញ់និងថែរក្សាវប្បធម៌នេះហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនមិនថានៅស្រុកកែវឬមកក៏ស្រុកខ្មែរយើងឯងបើអាចបានជួយថែរក្សាទាំងអស់គ្នាហើយយើងបកហាត់ទាំងអស់គ្នាថែរក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាចាចាបងចាសម្រាប់ខ
khmer cả đôi chỉ cái hai thà dương xong vậy thà tu theo phải phục lục tại mà đơn cho chà hai sản phẩm thà bố quát nâng bằng hai nhà vậy thằng ăn nâng ao này thằng ăn kia ban score vì ở đây thò và thò bọc khmer vậy chà con sáu cha có vô room trong ngày này chị mỹ su bông chà nơi con ngày này ở cho room nơi con bắt cá sờ bạc khmer à rom bóc to rom phơm nâng sáu chết đại tết nơi pe đại khơi nơi bôn sờ bạc co sờ bạc cái này chủng nón cào cột phơ ban chẳng lo từ lời từ rung sờ bạc bồ đàn ban สำหรับ ngày นี้ คือ ខ្ញុំ ប៉ិត ជា មាន មោទនភាព ពី គាត់ សប្បាយចិត្ត មែន ទែន ដែល បាន ចូល រួម ក្នុង កម្មវិធី ព្រឹត្តិការណ៍ សិល្បៈ ខ្មែរ ហើយ ក៏ មាន មោទនភាព ចំពោះ គាត់ ដែល គាត់ ជា សិល្បករ ជំនាន់ ក្រោយ គាត់ នៅ មាន ចិត្ត ស្រឡាញ់ ជាមួយ នឹង វប្បធម៌ ខ្មែរ ហើយ ក៏ បាន រៀន ជាមួយ នឹង សិល្បៈ ខ្មែរ ដើម្បី គាត់ ចូល រួម នៅ ថ្ងៃ នេះ គឺ គាត់ បង្ហាញ អ្វី ដែល ជា របស់ ខ្មែរ អញ្ចឹង មាន អារម្មណ៍ ថា យើងនឹងសប្បាយចិត្តហើយនឹងមានមោទនភាពគាត់មែនតើចា៎បាទចុងក្រោយនេះបងមានពាក្យបច្ចុប្បន្នចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យគាត់ចូលរួមគាំទ្រនៅទម្រង់សិល្បៈបុរាណតាមរយៈរូបភាពអ្វីខ្លះបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមសនំពរក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់ជាជនរួមជាតិទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ជាសិល្បករសិល្បៈក្រីករណីចំនួនក្រោយទៅពួកគាត់គឺមានអ្វីថាគាត់ជាសិល្បករអញ្ចឹងគាត់គឺគាត់ថាគាត់មានសមត្ថភាពច្រើនក្នុងការបង្ហាញដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជាពិសេសបងប្អូនគាត់ស្គាល់ថាទម្រង់សិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរគាត់មានការរៀបថារីចម្រើនប៉ុណ្ណានិងមានវប្បធម៌ភពផងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគាត់ជាជំហានមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់គេហៅថាបង្ហាញក៏ដូចជាចាំ social media ជាពិសេសគាត់ទៅថែរក្សានិងអភិរក្សក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិសឹកចិត្តខាងយើងទទួលស្គាល់ថាវប្បធម៌របស់ខ្មែរគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនហើយជាពិសេសពេលខ្លះយើងមិនបាច់ចំណាយថវិកាប៉ុន្តែជាការចូលរួមថែរក្សាគឺជាចំណែកមួយនៃការថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរផងដែរណែនាំឈ្មោះបន្តិចតើខ្ញុំឈ្មោះ Christine ណាខ្ញុំមានអាយុ14ឆ្នាំ14ឆ្នាំកៅតើខ្ញុំហេតុរៀនរបាំតាំងពីខ្ញុំមាន8ឆ្នាំតាំងពី8ឆ្នាំអូនស្រឡាញ់ឬក៏ម៉ាក់បខំតើខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរស្រឡាញ់ជំរាបសួរអ៊ំស្រីចាអ៊ំស្រីមានឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះខៅតួចាខ្ញុំឈ្មោះខៅស្រួយចានៅក្នុងថ្ងៃនេះបានចូលរួមទស្សនានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈខ្មែរដែលមានការចូលរួមសម្ដែងដោយបងប្អូនមកពីប្រទេសបារាំងក៏ដូចជាសិល្បករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅពេលដែលអ៊ំបានទស្សនានៅការសម្ដែងរបស់បងប្អូននៅប្រទេសបារាំងរួមជាមួយនឹងបងប្អូននៅខ្មែរអញ្ចឹងតើអ៊ំផ្ទាល់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរគិតថាពួកគាត់នឹងពូកែដែរឬអត់ដូចអ្នកអាជីពដែរឬអត់ចាខ្ញុំគិតថាគាត់ពូកែដូចជាអ្នកអាជីពអញ្ចឹងហើយឲ្យទន់ស្អាតទៀតសមហ្មងចាខ្ញុំមើលគិតថាគាត់ដូចទៅថាពិសេសពិសេសពិសាដែលបានមកសម្ដែងរបាំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែគាត់ជាអ្នកស្រុកប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែគាត់អត់ដែរទេណាគាត់មិនមែនជាកើតនៅស្រុកខ្មែរតែគាត់កើតនៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងគាត់មិនធ្លាប់បានរៀនទេតែរៀនបានតិចតួចហើយគាត់សម្ដែងនៅពេលនេះឃើញថាល្អពិសេសណាល្អអស្ចារ្យមើលទៅខ្ញុំសរសើរតែម្ដងចានឹងគ្រប់គ្រងឲ្យយើងហាត់បន្តបន្ថែមទៀតចាឲ្យតែមានឱកាសនឹងមកទៀតចាជ
chị biết xua bông chị biết xua ôn cha sạch sạch mình tên này con ngày đi chụp chụp mùi này nè chị ba rồi bỏ áp sạch sò rồi bỏ dương cha ôn chị đồng bông đi chọn ai bông này nom chụp mùi tattoo sneak chân bẩn tết hai chị nè chị ba rồi bỏ ở ôn sợi chụp mùi vậy đấy bà chị biết xua từ góc này nhóm chụp mùi lên xu trái chị nè chị ba rồi bỏ chị ở bông bỏ Christine chị áp sạch sò ngày nay nhóm sáu bài rì rì khang na, đại con khi nhóm miền ngày nay, có đòi xa, kru bọc quát mua mô lý, hay corona tê bà đắng, hay lời ní con mà nơi sập mai bên nhau, hay nhóm có con đòi nẹt tặng ọc nía, để chui trong chen không cam vị thi ní, tặng khang sáu bài cùng next tea farm Aseka hay cơ xuống vào bộ thoa về chuyện thờ lập bác miền tầng đẹp dụ bộ chân tầng ọc nế đá để bán chú ý trông trái nó không làm cảm thấy thế này ní nhóm chìa nạp chìa bác nhóm bất chìa trái ọc lăng nà để miền thế này ní chìa bất chìa sở bài rì rì chào xin mời ông Vinh chân nạp ở rõm สบายจัดได้ทั้งในเปดบ้านสำได้ในเลอฉะดอทอมหนึ่งมีนปกไม้บองโอนจีชราในคอนบ้านมาโจตุสนาล่ะขยมสบายเป็นเต้นบ้านมอรวมเนาฉะนั่งเชียร์กันไรเงี้ยสะอาดไททอมบ้านรวมมีนพิมพ์เชิญขยมสบายเป็นเต้นโจเนี่ยมาเวงสัวโอ้ยเนี่ยขยมเชียร์มาได้หรอปะคริสตินนี่ขยมเรียนสกายริริได้บ้านโกนขยมบ้านรอมอัศระในสกไม้ให้สบายยมเรียนโมตนาเพียบนะได้โกนยมบ้านคลายจีอัศระคริสตินจ้องสู้ตะโอนบันเต็งตีด้วยนะในเปย์ได้บ้านสมได้จิตตัวอังอัศระแบบนี้ถ้าตาคริสตินโมตนาเพียบคลังเต้ในเปย์ได้ครูนายบ้านสมไรกระไดปัฒนาในบ้านสมได้ในกรุงตะไดปฏิกรรมบัญชีมาตนะเพียบคลังนะบ้านมาแต่งชุดอัศระครองชุดอัศระเนี่ยสู้โอนจ้าในขนมไทยนี่คือสระสะอาดเหม็นเต้นไปมาตรูแต่สนิกจนทรอบแต่เคยกวาดกรงในสมเด็จบังเปียอายน้อยฉะนั้นบรรทายขนมไทยนี่คือชีสมเด็จบังเปียไปแหละขณะคือชีสมเด็จบังเปียอับสระก็โดยเฉพาะชดดอกสระสะอาดแต่มาดองจมูกนึงสมเด็จบังเปียขมายืนจำนำอารมณ์ปอนใส่มุนปอนสักซานในสลาบัดชุ่มนี่เนาะจ้าเนียงขยมคือสักซานในสลาบัดชุ่มเชิดสลับปะจ้าชั่วโอนชั่วโมงคือดานาจ้าดานารุ่มเพิ่มคลังในเต้นไปได้บานสุดใดเลยฉะเราบอกเยอะบนตอปิบานหัดซ้อมระยะไปจัดหลักแค่นี้จ้าคือรุ่มคือสบายใจคลังเหมือนเต้นให้ก็รุ่มเพิ่มได้ในเชียวแซบบานหัดจีมวยมัดแผลทำไมจ้าได้มัดแผลทำไมหมอกปีประเทศบารังเนาะจ้าจ้าไอเลนี่ซูเตอร์ปอนเวงชั่วโมงระบอกโอนไอนอมชั่วโมงตัวสนิกจนเหมือนเต้นนะยอนแอมJe m'appelle Psoa, qui est chez moi Stéphanie. J'aime bien danser ici car les pas sont beaucoup plus prononcés, on apprend beaucoup plus avec les pomas cambodgiens. Et voilà. Quand on est là, 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 จะกดกดเรียกในบ้านมาสัมไดในที่นี้กดสควอลไหมจะแต่ต้องจมูกนึงจะนับอารมณ์ต้นไปในบ้านมาสัมไดหรือฉะเปิดประกอบมันต่อไปอ่อนหัดซ้อมระยะไปจัดกันหลักแค่นี้แต่ตาอารมณ์เพิ่มคลังได้เต้เฮยนี่คือที่กระไดสมบัติของเด็กอ่อนช่องมาสัมไดในขนมสระขมายดีกันอย่างน่ะใช่แล้วเหมือนกันใช่แล้วเหมือนกันแม่บ้า je suis très contenteJe suis très contente de danser ici. Je ne sais pas quoi dire. Vas-y, invente. Oui, je suis très contente. Moi, je suis contente.
nên ngay quạt tiếng pin này nó cứ quạt sáy rì rì để bàn mọc sầm đài thì ní hay chỉ ca sập bên rồi bỏ quạt để quạt bàn mọc sầm đài hay chỉ thằng ngày ní đá cứ quạt bàn sầm rạch bằng nòng rồi bỏ quạt chân ແມ່ចាប្រិមត្តទូតទស្សនិកជនគឺជាអាណាព្យាបាលរបស់បងប្អូនដែលបានមកចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកមកអាចណែនាំឈ្មោះទូតទស្សនិកជនបន្តិចចាជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះស្រីមុំណាត់ចាកូនខ្ញុំបានមកសម្ដែងទីនេះពីអ្នកចាមានឈ្មោះអ្វីខ្លះដែរទី1ឈ្មោះស្តេហ្វានីទី2ឈ្មោះអាណាបែល សម្រាប់បងប្អូនទាំងពីរនាក់គាត់មានឆន្ទៈមែនតើនៅក្នុងការចូលរួមសម្ដែងនៅទម្រង់សិល្បៈខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះផងដែរបងអាចជម្រាបជូនជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ក៏ដូចជាការដែលបងបាននាំគាត់មកសម្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបងរំភើបខ្លាំងដែរទេចាចាខ្ញុំពិតជារំភើបហើយនៅសប្បាយរីករាយដែលកូនគាត់បានសម្រេចបំណងហើយបានមកសម្ដែងនៅប្រទេសរបស់ខ្ញុំ ហើយដែលគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីតូចរហូតមកដល់ពេលនេះគឺគាត់ក៏សប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងចា៎បងបានដាក់បងប្អូនឲ្យសិក្សានោះតើតាំងពីអាយុប្រហែលដែរទៅលើទម្រង់សិល្បៈបុរាណខ្មែរនេះចាគឺខ្ញុំបានបញ្ជូនគាត់មករៀនតាំងពីគាត់អាយុ7ឆ្នាំចា៎ បងប្អូនទាំងពីរនាក់គឺគាត់ចូលរៀនតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំហើយក្នុងនឹងដែរពួកគាត់ដាក់ចិត្តនៅក្នុងការរៀនតែម្ដងឬក៏មានការជំរុញបន្ថែមពីបងឬក៏អាញាពុទ្ធាប្អូនៗគឺរស់នៅក្នុងឯប្រទេសបែកអឺរ៉ុបអញ្ចឹងវប្បធម៌ឬធម៌ខ្លះៗគឺគាត់បានជ្រាបទៅលើខាងបែកអឺរ៉ុបខ្លះហើយអញ្ចឹងតើបងអាចជម្រាបបានទេតើតើទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់មានការជំរុញបន្ថែមយ៉ាងណាខ្លះពីបង ចាគឺជាដំបងគឺគាត់សុំខ្ញុំចាគាត់បានមកមើលមិត្តភក្តិគាត់ហាត់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកម្ដាយអាទិត្យក្រោយសុំចុះឈ្មោះឲ្យខ្ញុំតាំងពីហ្នឹងមកគឺខ្ញុំចុះឈ្មោះឲ្យគាត់ហើយគាត់មកហាត់ជារៀងរហូតរាល់ថ្ងៃសៅគឺភិកច្រើនអាដាយខានទេគឺគាត់មកទូថ្ងៃសៅចាចា